Mu tống khứ ông cạnh người Brazil. Mu đồng ý bán Đức Andreas Pereira cho Flamengo với giá 9 triệu bảng, khép lại quãng thời gian thất vọng của chàng tiền vệ 26 tuổi ở Old Trafford. Andreas Pereira hiện đang khoác áo Flamengo theo dạng cho mượn và ghi được 5 bàn thắng trong 25 lần ra sân. Phong độ ấn tượng mà cựu tuyển thủ Brazil thể hiện khiến Flamengo quyết tâm mua Đức. Mặc dù vậy, họ không thể đáp ứng được mức phí 17 triệu bảng như trong điều khoản mượn trước kia. Thay vào đó, đối tác Brazil đàm phán với Mu nhằm giảm khoản phí chuyển nhượng xuống còn 8,8 triệu bảng. Quỷ đỏ chèn thêm điều khoản hưởng 25% tiền phí bán Pereira trong tương lai. Mu chấp nhận để Flamengo trả tiền theo từng giai đoạn bởi họ muốn nhanh chóng cắt giảm quỹ lương. Sau khi được đội bóng nước Anh bật đèn xanh, Andreas Pereira sẽ ký hợp đồng với Flamengo đến năm 2026. Được biết, chàng tiền vệ Brazil gia nhập Học viện Mu hồi 2011. Mặc dù vậy, anh không thể cạnh tranh một suất chính thức trên hàng tiền vệ. Mùa 2019-2020, Pereira có cơ hội thể hiện dưới thời Solskjaer nhưng gây thất vọng lớn vì lối chơi thiếu đột biến. Với sự xuất hiện của Bruno Fernandes rồi Donny van de Beek, lãnh đạo quỷ đỏ dễ dàng đi đến quyết định thanh lý Andreas Pereira.